Chú và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Ông Donald Trump chính thức trở thành đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và chọn thượng nghị sĩ j Vance làm ứng cử viên phó tổng thống Ông Donald Trump đã chọn sự nghị sĩ j D. Vance của tiểu bang Ohio để làm ứng cử viên phó tổng thống khi Đảng Cộng hòa chính thức đề cử cựu tổng thống tranh cử và tòa bạch ốc của hôm thứ Hai tại Đại hội Toàn quốc của Đảng ở tại Milwaukee. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết là phó tổng thống j D. Vance sẽ tiếp tục tranh đấu cho hiến pháp đứng bên cạnh các quân nhân và sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp tôi làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại đại hội 4 ngày được khai mạc tại nhà thi đấu fisher uh, forum ở tại milwaukee chỉ hai ngày sau khi mà ông donald trump đã thoát chết trong gang tấc trong một âm mưu ám sát ông ở tại pennsylvania và chỉ vài giờ đồng hồ sau khi ông giành được chiến thắng pháp lý lớn khi thẩm phán liên bang đã hủy một vụ truy tố hình sự của ông ông donald trump sẽ chính thức nhận đề cử của đảng trong bài phát biểu vào ngày thứ năm và sẽ đối diện với tổng thống joe biden trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Được biết, ông Vance, năm nay 39 tuổi, là một người mạnh mẽ chỉ trích ông Donald Trump vào năm 2016, nhưng sau đó trở thành một trong những người binh vực mạnh mẽ nhất cho cựu Tổng thống và ủng hộ công bố sai lệch của ông rằng cuộc bầu cử năm 2020 chìm trong gian lận tràn lan. Ngay sau công bố của ông Donald Trump thì ông Vance ra trước đại hội cùng với người vợ của ông Bắt tay với các đại biểu Ông cười tươi khi ông chính thức được đề cử Làm ứng cử viên phó tổng thống Và sẽ phát biểu trước đại hội trong ngày thứ tư Ông Vance là một người quen thuộc với nhóm ủng hộ cốt lõi của ông Trump Nhưng chưa rõ cử tri có ủng hộ cho ông hay không Ông có cùng đường lối năng nổ như là ông Trump trong chính trị Nhưng phát biểu bỏ thủ của ông về các vấn đề như là phá thai Có lẽ làm cho cử tri ôn hòa xa lánh California trở thành tiểu bang đầu tiên cấm các quy định của trường học bắt buộc thông báo cho phụ huynh về thay đổi đại từ nhân sinh của học sinh California trở thành tiểu bang đầu tiên cấm các học sinh bắt buộc nhân viên phải thông báo cho phụ huynh về thay đổi bản dạng giới của con của họ theo luật vừa được thống đốc nuôi sông ký hôm thứ hai luật này cấm các quy định của trường học bắt buộc giáo viên và nhân viên khác tiết lộ bản dạng giới hoặc thiền hướng tình dục của học sinh với bất kỳ người nào khác nếu học sinh đó không đồng ý. Những người ủng hộ luật này cho rằng nó sẽ giúp bảo vệ học sinh đồng tính, nam nữ lưỡng tính và chuyển giới LGBT khi các em sống trong những gia đình không chấp nhận LGBT. Nhưng phía phản đối nói rằng luật này sẽ cản trở sự minh bạch của nhà trường với phụ huynh. Luật được ban hành giữa cuộc tranh luận toàn quốc về các học khu và quyền của học sinh và học sinh LGBT. Phát ngôn viên Brandon Richards của thống đốc nói rằng luật này bảo đảm an toàn cho học sinh trong khi bảo vệ vai trò quan trọng của phụ huynh. Nó bảo vệ quan hệ con cái cha mẹ bằng cách ngăn chặn các chính khách và nhân viên nhà trường can thiệp không thích hợp vào chuyện gia đình. Luật mới được đưa ra sau khi nhiều học khu ở California thông qua các chính sách, quy định phụ huynh phải được thông báo nếu học sinh đề nghị thay đổi bản dạng giới của mình giới chức tiểu bang phản đối cho rằng học sinh cũng có quyền riêng tư. Nhằm dẫn động Jonathan Jack Russell phản đối luật mới nói rằng thông báo cho cha mẹ là quan trọng cho sức khỏe của học sinh và để duy trì sự tin tưởng giữa nhà trường và phụ huynh. Tổng thống Joe Biden ra lệnh cho cơ quan mật vụ bảo vệ cho ứng cử viên tổng thống là Robert F. Kennedy sau âm mưu ám sát ông Donald Trump. Bộ trưởng nội an là Alejandro Mayocas vào hôm thứ hai cho biết là tổng thống joe Biden đã hướng dẫn cơ quan mật vụ bảo vệ cho ứng cử viên tổng thống độc lập robert f kennedy theo sau âm mưu ám sát ông trump vào hôm thứ bảy vừa qua và ban vận động của ông kennedy đề nghị cơ quan mật vụ bảo vệ từ lâu trước âm mưu ám sát cựu tổng thống donald trump gia đình của ông kennedy thì biết rõ kẻ tấn công có thể cướp đi tính mạng nhanh như thế nào cả cha của ông Kennedy, ông Robert F. Kennedy và chú của ông, ông John F. Kennedy, đều bị ám sát vào hồi tập niên 1960. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bệnh Ốc vào hôm thứ Hai, thì ông Mayorkas cho biết rằng sau những sự việc cuối tuần qua, Tổng đống đã hướng dẫn ông phối hợp với cơ quan mật vụ để mà bảo vệ chứng cử viên Tổng thống Robert F. Kennedy. Ông Kennedy đang cố gắng để xuất hiện trên lá phiếu trên toàn quốc Mặc dù khát vọng làm tổng thống của ông ít có cơ hội thành công, nhưng ông vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một số người Hoa Kỳ và các sự kiện mà ông thu hút đám đông lớn. Ông cho Biden ra lệnh thẩm tra độc lập cuộc tuần hành vào hôm thứ Bảy của ông Donald Trump và các mà cơ quan thi hành luật pháp ứng phó với tình hình. Ông Donald Trump không bị thương nặng khi ông bị bắn, nhưng một người tham dự cuộc tuần hành đã bị thiệt mạng và hai người khác thì bị thương nặng Tay súng thì ở bên ngoài khu vực an ninh, nhưng nổ súng từ vị trí cách xa sân khấu ở quận hạt Butler, Pennsylvania. Người đàn ông 75 tuổi mất tích 4 ngày được chó cảnh sát tìm thấy còn sống ở tiểu bang Maine. Một người đàn ông 75 tuổi mất tích 4 ngày sau khi ngã xuống từ bờ kè được nhân viên kiểm lâm và chó cảnh sát tìm thấy trong đâm lầy. Ông Michael Alzheimer ở New Sharon, Maine mất liên lạc từ thứ hai tuần trước khi ông rời khỏi nhà đi dự cuộc gặp mặt ở Wild, thị trấn nhỏ ở phía tây nam tiểu bang. Xe của ông sau đó được nhân viên công viên tìm thấy tại công viên tiểu bang màu Blue ở Wild. Cơ quan ngư nghiệp và động vật hoang dã bắt đầu tìm kiếm ông Admire từ sáng thứ sáu. Và khoảng 3 giờ 45 phút chiều theo giờ địa phương, ông Kay Hamilton và chó cảnh sát tìm thấy ông Admire trong đầm lầy cách nơi chiếc xe của ông được tìm thấy khoảng 1.2 km. Nhà chức trách cho biết có lẽ ông Altmaier ngã xuống từ bờ kè hôm thứ Hai và mất phương hướng. Nhóm cứu nạn có thể tiếp cận ông và sơ cứu trước khi trực thăng đưa ông đến xe cấp cứu đang chờ sẵn. Ông được đưa đến bệnh viện địa phương và ở lại một đêm. Theo nhóm cứu nạn, ông Almeyer vẫn khỏe mạnh mặc dù trải qua 4 ngày trong đầm lầy. Thẩm phán liên bang đã bác đi vụ tài liệu mật của ông Donald Trump vì lo ngại về việc bổ nhiệm công tố viên. Thẩm phán liên bang ở tại Florida vào hôm thứ Hai đã bác đi vụ tài liệu mật của ông Donald Trump và đứng về phía luật sư bào chữa những người cho rằng Bộ Tư pháp bổ nhiệm trái phép công tố viên đặc biệt phụ trách cho vụ này. Bây giờ sau đó thì văn phòng công tố viên đặc biệt Chuck Smith cho biết là họ sẽ kháng cáo. Nhưng ít nhất hiện nay thì quyết định của thẩm phán Eileen Cannon bất ngờ chặn đứng một vụ hình sự đối với ông Donald Trump. Mặc dù vụ này đã bị đình trệ từ lâu và hoàn toàn không có khả năng mở phiên xử trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Lệnh của thẩm phán là một chiến thắng pháp lý và chính trị đáng kể đối với ông Donald Trump. Ngay sau khi mà ông thoát chết trong âm mưu ám sát và chuẩn bị nhân sự đề cử của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee. Đây là một diễn biến mới nhất trong bốn vụ hình sự mà ông Donald Trump phải đối diện vào hồi tháng 5, thì ông Donald Trump bị kết tội trong phiên xử vụ đưa tiền bịt miệng ở tại New York. Những phiên tòa kết án đã bị hoãn lại sau khi tối cao pháp viện tuyên bố quyền miễn truy tố đối với các cựu tổng thống. Phán quyết của tòa sẽ gây ra chỉ hạn lớn trong một vụ khác đang truy tố ông Donald Trump vì âm mưu đảo ngược thất bại bầu cử vào năm 2020. Một vụ đảo ngược kết quả bầu cử khác ở tại Atlanta bị trì hoãn vì mối quan hệ tình cảm giữa công tố viên khu vực và công tố viên đặc biệt mà bà thuê trong vụ này. Trên mạng xã hội thì ông Donald Trump gọi quyết định bác đi vụ tài liệu mật là bước đầu tiên và ba vụ kia cũng sẽ bị bác. Phóng công viên là Peter Carr của ông Smith cho biết Bộ Tư pháp sẽ kháng cáo và trong cuộc phỏng vấn với NBC News vào thứ hai, Tổng thống Joe Biden cho biết rằng ông không ngạc nhiên với quyết định khi bác đi vụ này nhưng ông thấy căn cứ để bác đi bộ này chỉ đúng ở phía bên ngoài. Di dân bị bắt giữ tại biên giới đã giảm đi 29% trong tháng 6, xuống đến mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Theo thống kê công bố vào hôm thứ Hai, thì số di dân bị bắt giữ vì vượt biên giới trái phép từ Mexico đã giảm xuống 29% trong tháng 6, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, cho thấy tác động của quy định mới tạm thời đình chỉ xin tị nạn. Cơ quan quan thuế và biên phòng của Hoa Kỳ, CBP cho biết, tổng cộng 83.536 người bị bắt giữ trong tháng 6 đã giảm đi từ con số 117.901 người trong tháng 5, con số thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Bình quân số di dân bị bắt giữ hàng ngày trong 7 ngày đã giảm hơn một nửa tính đến cuối tháng 6. Sau khi đầu tháng 6, ông Joe Biden công bố quy trình cứu xét tị nạn sẽ tạm ngưng khi số người bị bắt giữ hàng ngày đạt đến con số là 2.500 người. Ông Troy Miller thuộc CBP cho biết là các biện pháp an ninh biên giới gần đây có tác động tích cực đến khả năng của CBP trong việc giải quyết những người vượt biên giới trái phép. Số di dân bị bắt giữ đã giảm hơn một nửa so với con số kỷ lục là 250.000 người vào hồi tháng 12, chủ yếu là nhờ chính quyền Mexico tăng cường thi hành luật pháp. Di dân giảm mạnh đối với nhiều quốc tịch, trong đó có người Mexico và di dân từ Trung Cộng, những người thường bay đến Ecuador và đến biên giới Hoa Kỳ bằng đường bộ. San Diego là nơi có số di dân bị bắt giữ lớn nhất, theo sau là Tucson, Arizona. Hơn 41.000 người nhập cảnh hợp pháp thông qua ứng dụng đặt hẹn online mang tên là CBP One trong tháng 6. Hơn 680.000 người đã đặt hẹn thành công kể từ khi ứng dụng ra mắt vào tháng 1 năm 2023. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ của Hồn Việt TV chiều nay và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.